chào bạn, ở đây thì mình đang có Samsung Galaxy Note 9. Cái này mới được sếp tặng này. Và đây thì để chứng minh nó là Note 9 thì cái bút vàng chóe bên trong. Và đây thì mình có GS3 mới mua. Sorry các bạn, thì đồng hồ này mượn của Tony định chém gió tí mà ai ngờ đâu ông ấy cài hình nền. Thì nếu như các bạn đang xài một combo vô cùng xịn sò như thế này, mà trong trường hợp nếu như cả điện thoại cả đồng hồ bị hết pin, thì lúc đó chúng ta sẽ phải xài tới hai cục sạc. Một cái thì cắm cho Samsung Galaxy Note 9 rồi, và một cái thì sử dụng cho GS3. Thế nhưng hôm nay thì mình sẽ có một món phụ kiện vô cùng là xịn sò nữa, để dành cho những bạn nào đang sử dụng combo là Samsung Galaxy Note 9 cùng với GS3 Fold Trial. Hay là các bạn có thể sử dụng Note 8 hay là S9 cộng hay là S9 đều được, miễn sao nó là một chiếc máy có hỗ trợ sạc không dây cùng với một chiếc đồng hồ thông minh GS3. Đây chính là một cái đế sạc không dây Wireless Charger Duo, tức là nó sẽ có khả năng vừa sạc cho chiếc điện thoại của chúng ta mà lại vừa sạc được cho cả đồng hồ. Với cục sạc này các bạn sẽ được tặng miễn phí nếu như ở thời điểm hiện tại các bạn đặt trước những chiếc Samsung Galaxy Note 9. Nhận miễn phí thì các bạn cứ đi đặt đi, cứ đặt là sẽ có. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau unbox cái cục sạc này ra để xem rằng là bên trong chúng ta sẽ có một cái cục sạc nó có ngoại hình như thế nào. Nhìn ngoài này cũng thấy rồi, thấy nó khá là đẹp nhưng không biết là bóc ra như thế nào. Đây, bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp ở phía bên trên thì có lẽ nó được cục sạc này. Chúng ta sẽ có ở đây một cái đế sạc, và bên này thì chúng ta sẽ có vị trí để lên chiếc Samsung Galaxy Note 9 này. Và bên này thì tương tự chúng ta sẽ có một vị trí. Đây, mình lột lốt cái xi ni lông này ra. Và đây thì mình đã hạ cái góc máy nó xuống thấp hơn để cho các bạn có thể là thấy dễ dàng hơn, giống như kiểu một câu hát trong bài gì đó mà, nên mình hạ thấp xuống hơn để các bạn thấy dễ hơn. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có một vị trí để có thể đặt lên chiếc Samsung Galaxy Note 9, nó sẽ chưa phát sạc, chứng tỏ là cái sạc này là một sạc nhanh không dây. Và trên cái bề mặt này nó cũng sẽ được phủ một lớp nó hơi nhung nhung một tí, sờ vào nó rất là êm tay để giúp cho chúng ta khi mà để máy lên nó sẽ không bị chảy cái phần mặt lưng của chiếc Samsung Galaxy Note 9. Và bên này thì chúng ta cũng sẽ có một cái ô tròn tròn nữa để có thể đặt cái chiếc GS3 chúng ta lên, hay là các bạn có thể đặt chiếc GS2 lên cũng được, miễn là đồng hồ trong hệ sinh thái nhà Samsung thì các bạn có thể sạc cho nó, và nó cũng có chữ phát sạc. Và sau khi mình đã giới thiệu xong đến các bạn về cái đế sạc này, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở tiếp cái hộp này ra để xem bên trong chúng ta sẽ có gì. Một cuốn sách sử dụng, hướng dẫn sử dụng rất là dày này. Chúng ta sẽ có một cái adapter sạc. Ở đây thì chúng ta sẽ có nguồn ra lớn nhất là 12V và 2.1A để có thể là hỗ trợ sạc nhanh cho cả hai thiết bị. Đây chúng ta sẽ có cáp USB Type-C. Bây giờ thì hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành set ra cái cục sạc này vào để cho chúng ta trải nghiệm thử cái tính năng sạc không dây. Bởi vì cái sợi cáp USB Type-C tặng kèm trong hộp nó hơi ngắn, thế nên mình đã sử dụng thay thế bằng mối sợi cáp ngoài cho nó dài để có thể kéo tới cái vị trí ổ cắm điện của mình. Đó, bây giờ thì mình cắm vào. Khi chúng ta cắm vào nó sẽ nấp nháy đèn đỏ xanh rồi sang màu cam. Và bây giờ thì khi mà nó đã kiểm tra cái nguồn điện của chúng ta an toàn thì nó sẽ cho phép sạc máy. Đó, khi sạc thì nó sẽ hiện lên hai cái đèn màu đỏ ở đây, và có lẽ khi nào mà sạc đầy thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Và bây giờ thì mình sẽ để ở đây khoảng tầm 5 phút để xem rằng là trong vòng 5 phút thì cái đế sạc này nó sẽ sạc được bao nhiêu phần trăm pin. Bây giờ là 12% và là 15:13. Chúng ta sẽ sạc đến 15:18 và để check lại xem là chúng ta sẽ đạt được bao nhiêu phần trăm pin. Ok, 5 phút trôi qua và bây giờ là 15:18, chúng ta đã được 15%. 5 phút chúng ta sạc được 3%, 50 phút chúng ta sạc được 30%, và nhân nó 3 lên là 150 phút chúng ta sạc được 90%. Như vậy là chúng ta sẽ mất khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ để có thể sạc đầy cho cả chiếc Samsung Galaxy Note 9 này và cho chiếc Samsung Galaxy GS3 Fold Trial. Đây là một khoảng thời gian không hề dài, bởi vì các bạn biết chiếc Samsung Galaxy Note 9 của chúng ta có một quả pin rất lớn lên đến 4000 mAh. Thêm vào đó nó cũng phải chia một cái phần năng lượng sạc ra để sạc cho chiếc đồng hồ Samsung Gear. Thế nên rằng là đó là một khoảng thời gian theo mình thấy là nó đã khá là nhanh, chứ đây không phải là một khoảng thời gian chậm. Và trên đó là video mình chia sẻ đến cho các bạn về cái món phụ kiện khi mà các bạn đặt trước Samsung Galaxy Note 9 này sẽ được tặng. Và mình nghĩ rằng là đây là một thứ có thể giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc sạc khi mà các bạn sử dụng combo Note 9 cộng với một chiếc đồng hồ thông minh đến từ nhà Samsung, hoặc là sử dụng Note 8, S9 cộng, S9, S8 hay gì đó cùng với một chiếc đồng hồ thông minh, thì đây cũng sẽ là một món phụ kiện rất là cần thiết. Và đặc biệt nếu như các bạn đặt mua Note 9 trước thì sẽ được tặng, còn không các bạn đi kiếm mua cũng được. Và các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.